Xin chào các bạn, shop Tân Hàng Rẻ hôm nay giới thiệu với khách hàng lò hấp nướng đối lưu Ninh Nhừ và kiêm nồi chiên không dầu của Panasonic, mã SC180B, khoang lò rộng, dung tích 20 lít ạ. Thiết kế màu sắc rất là đẹp nha. Rất là nặng ấy. Rất là to, chúng mình có thể chia tầng ấy ạ. Wow, rất là đẹp. Cái này nó có kích cỡ là 38 38 38 nhá, 3 chiều. Sách hướng dẫn kèm menu đun nấu tự động ạ. Cái lò này cơ bản nó sẽ có chức năng hấp nướng đối lưu này. Hấp nướng đối lưu này, có chức năng ninh nhừ nữa và chức năng chiên không dầu. Đây là khay để nướng ạ. Để sản phẩm để đồ của chúng mình nó được róc mỡ ra ngoài mà nó không bám lại, mỡ tự thân của thực phẩm không bám lại thì chúng mình dùng những cái vỉ này nha. Cái này nó có chức năng hầm nhừ rất là tuyệt vời luôn, và chức năng tiệt trùng, ủ sữa chua, làm caramel, làm bánh, hấp ninh nhừ và chiên không dầu. Nó có menu nấu, đun nấu tự động nha. Cái này là khay nước ạ. Khay nước này để cấp nước cho lò. Cấp nước cho lò để thực phẩm của chúng mình đun nấu mà không bị khô. Đây là chế độ hấp siêu nhiệt, hai tầng nướng đối lưu. Rất là đẹp luôn. Chúng mình có thể rút cái khay này ra để vệ sinh một cách rất là dễ dàng và cấp nước để nó bơm đẩy lên khi chúng mình dùng chế độ nướng đối lưu nhá. Rất là đẹp. Wow. Khoang lò 20 lít, rất là rộng. Chúng mình nướng được nguyên con gà ở trong này thoải mái nhá. Ngan gà vịt nguyên con. Đó. Đấy ạ, rất là dễ dàng di chuyển. Cái trong kia là cái quạt đối lưu. Khoang lò thì được thiết kế rất là dễ vệ sinh. Chúng mình chỉ cần đổ nước vào cái khay bên dưới và chúng mình chọn chế độ vệ sinh khoang lò là đã làm sạch rồi. Có chế độ dễ vệ sinh, có chế độ tự vệ sinh. Rất là xịn đẹp. Sản phẩm này là một model mới nhất của Panasonic ạ. Như trên tay shop đang cầm là một cái mã sản xuất tháng 9 năm 2020. Đó. Sản phẩm bảo hành 12 tháng nha. Sản phẩm chính hãng nên là số series và số máy sẽ trùng với nhau trên phiếu bảo hành nha. Rất là đẹp luôn ạ. Đây là nút setup nguồn. Và đây là nút chọn. Nút bắt đầu. Nút dừng lại và nút reset. Và nó hiển thị ở cái bảng này đây. Chúng mình về chúng mình lột những cái dòng này ra nó sẽ sáng bóng luôn. Đó, và menu nó hiển thị các cái có bao nhiêu chế độ ấy nhỉ, menu nấu ấy nhỉ. À đây, nó có menu tự động đây. Ví dụ như số 1 là cá hấp, 2 là trứng hấp, bánh bao hấp. Những cái món hấp này nó rất là tốt cho sức khỏe nên cái này nó chuyên về như thế luôn. Tôm chiên, phi lê, cá nướng này, sữa chua, nhà làm, bò nướng, nó đều có menu. Có 24 cái chế độ vận hành có sẵn, còn lại thì chúng mình có thể tự thao tác sau cái thời gian chúng mình đã quen với cái lò hấp nướng đối lưu này rồi. Đây ạ, chế độ 24 là chế độ vệ sinh, là chế độ vệ sinh mà chúng mình để cái chất tẩy rửa vào. Và chế độ 23 này là chế độ vệ sinh theo cái hệ thống. Nó có 1, 2, 3, 4 chế độ vệ sinh cho chúng mình xem nha. Đó. Và cái pana này nó rất là đơn giản nhá. Chúng mình trong cái phần thao tác có gì chúng mình không hiểu và thấy khó, chúng mình có thể gọi tổng đài 24/7 đều có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho mình để giúp đỡ người dùng có những cái trải nghiệm rất là tốt khi mua sản phẩm. Chúng mình chỉ cần gọi số tổng đài thôi ạ. Và nói đến cái model này, tôi muốn sử dụng chức năng này là các bạn tư vấn viên sẽ hướng dẫn cho mình rất là nhiệt tình nha. Này quyền lợi của khách hàng nên mình yên tâm để mua và dễ dàng sử dụng để vận hành được tối đa những cái công năng của cái lò hấp nướng này mang lại. Wow, rất là đẹp. Đây, và kèm theo cái
hướng dẫn nấu ăn và hướng dẫn bằng tiếng Việt đấy ạ. Rất là tuyệt vời. Sản phẩm này mình nghĩ là gia đình nào cũng nên có. Rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hàng có sẵn tại website sanhangre.net.